mấy những cái từ tụi mình học lần trước Ok. nha. Lần trước tụi mình học comfortable là gì? Thoải mái. Hay là Dễ chịu. đúng không? Dễ, À, dễ chịu. dễ, dễ chịu. Rồi, Ok. ngược lại dễ chịu Nước là lại. Dễ chịu. ngược lại. Hôm thoải mái. Không thoải mái. Hay là uncomfortable là khó. Khó chịu. Đúng rồi. Ok. Khó. Một Khó. lần nữa nha. Khó. Khó chịu. Khó. Đúng rồi. Rồi, chị muốn nói khi chị có sinh viên mới, chị thấy Chị thấy thấy gì? Chị không thấy biết. hồi hộp. Hồi Lần nữa, hộp. hồi Ok, hộp. hồi hộp. Lần nữa nha. À, hồi hộp. Đúng rồi, hồi Ok, hộp. hồi Rồi, hộp. chị muốn nói not very clean, not very. Chị nói dơ là dirty, nhưng mà chị muốn nói cái not very, not too. Chị nói cái structure Hôm hôm gì? sạch lắm. Đúng rồi, Hôm không sạch sạch lắm. lắm. Rồi, chị muốn nói a bit small, a bit expensive, a Ít ít bit. nhỏ, ít Cũng được, nhưng mà ít lần mà trước tụi mình học một cái a word là hơi, hơi. hơi. Ok, hơi. Ví dụ hơi nhỏ. Hơi nhỏ. Hơi, hơi gì nữa em? Hơi Hơi nhỏ, mặt. hơi, hơi mắc. Hơi Đúng, mắc. hơi mắc. Mắc. Đúng rồi, hơi mắc. Rồi, tiếp theo. Do something by my own. Từ. Tiếng Việt nói Từ. tự. À, Từ. một lần nữa nha. Từ. Đúng rồi, Ok. tự. Còn clean the, like clean up. Dọn Tidy dẹp. up, clean. Dọn dẹp, đúng rồi. Dọn dẹp. Còn adorable, cute, pretty. Đẹp. Đẹp á, đẹp là pretty, là beautiful. Còn adorable, adorable, chị không nói đẹp. Cute, chị nói dễ, Không biết. Dễ. dễ thương, Dễ dễ thương. thương. Dễ thương. Ok. Thương, thương. 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 Đúng rồi, Ok. đúng rồi. Một lần nữa nha, một lần nữa. Ok. Dễ thương. Đúng rồi, dễ thương. Rồi, Dễ thương. bây giờ hôm nay tụi mình sẽ làm một cái bài tập chung với nhau nha. Bây giờ chị sẽ share file với em. Ok. Bài tập tên là cái này. Rồi, ở đây chị có nhiều câu và chị cần em chọn A, B, C, D. Ok. Rồi, Ok. trước khi mình làm A, B, C, D, ở đây Ok. em sẽ nói lại cho chị nha. Ooh, Cảm ok. xúc gì? Yeah. Ví dụ đây là, vui. đúng rồi, đây là Oh, mẹ. Không biết. Buồn. 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 Buồn, đúng rồi em, Buồn. buồn. Cái này nè, buồn. Buồn. Đúng rồi, buồn là không vui á, buồn là không vui ha. Buồn. Ừ, rồi tiếp theo đây là Stress. stress. Đúng rồi, hay là chị nói đúng rồi, bị stress, Bị hay stress. là chị nói bị, Căng thẳng. Căng đúng rồi, thẳng. thẳng. Giúp hỏi nha em, Thẳng. căng thẳng. Căng thẳng. Đúng rồi, tiếp đây, đây là funny á. Funny chị nói Mắc cười. đúng rồi, giỏi quá, mắc cười. Rồi tiếp theo Sốc. đây. Ok, sốc ở đây nha em. Sốc. Sốc là cũng ok. Sốc Ok. là shock ở đây. Còn surprise, surprise là Bất đúng, đúng, bất ngờ. Ok, bất ngờ. bất ngờ. Rồi Bất ở đây ngờ. Bất không vui, mình. bực mình. Đúng. À, em ơi, bực mình, đi Bực xuống nha em, mình. bực mình. Đúng rồi. Bực mình. Còn Ok. ở đây Ồ.
Cái này không nói nhiều ha, cái này chị nói cho tức, Không cái này là nhỏ. tức nghe em. À, tức. Đúng rồi, tức rất rất là bực mình, tức là rất rất là bực mình ha. Còn đây Hồi họp. à, hồi hộp là chị muốn nói cái này nha. À, hồi hộp là nervous ở đây nha. À, còn đây chị muốn nói worry, hay là chị nói worry, worry là lo, Không nhỏ. lo lắng. Em nhớ cái này không, worry là lo lắng. Lo lắng, ok. Em sống ở khi khi có COVID, em sống ở Trung Quốc. Ba mẹ em rất là lo lắng cho Lo lắng, em đúng rồi. vì em sống ở Vũ Hán. Đúng không? Em sống ở gần Vũ Hán. Gần. À, Còn phải không? Phải bốn gần. bốn chiếu. Bốn chiếu Bốn. đi thảo nhan. À, 4 tiếng. Bốn Bốn tiếng. tiếng. Bốn tiếng. Bốn tiếng. Đi đi tàu. Đi tàu nhan. À, đi tàu điện, đi tàu nhanh. Nói tàu điện ngầm nha, subway phải không em? Không, ở Trung Quốc Hay có tram. tàu nhan. Tàu nhanh là Còn cái gì nhan em? Tàu nhanh là là hai đi chiếc. ba, đúng rồi, đi 300 km tiếng. Ok, 1 tiếng, một À, tiếng một ba trăm tiếng. km một tiếng. À, Một tiếng. chị nói là tàu cao tốc nha em. Tàu cao tốc, Tàu cao tốc cao là hai tốc. chiếc. Ok. À, tàu cao tốc nha, không nói tàu nhanh. Chị cũng không biết tại sao không nói Ok. tàu Ok. nhanh. Rồi, ok, đây là lo lắng ha. Rồi tiếp theo, bored. Bored là, Buồn ngủ. à, Buồn buồn ngủ ngủ. là ở đây nè. Đây, buồn ngủ là ở đây nè. Ok. Buồn ngủ. Còn ở đây chị muốn boring là chán. Muồn. Chán là em. Đây, chán nha. Chán, ok. Chán, à, không biết làm gì. Không biết làm gì, chán quá. Rồi, còn đây chị muốn nói Chán. scare. Scare, afraid là một chữ Lo thôi. lắng. Không. Lo lắng là, hay là chị muốn nói afraid, scare chị nói Sợ. 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 Sợ ha. Còn đây là Thoải mái. thoải mái. Rồi, ok. Bây giờ bắt đầu nha tụi mình. Câu số 1. Ok, tối tối qua em làm việc tối một giờ sáng, nhưng hôm nay em thấy mệt quá. Đúng rồi, dễ ha. Hôm nay em thấy mệt quá. Mệt Ok. quá. Rồi, câu số 2. Phòng này, phòng này thoải mái lắm. Ừ, đúng rồi, phòng này thoải mái lắm, đúng. Rồi, số Ok. 3. Sau mười một, Mười, 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 mười. mười. Sau 11 giờ tem chị chị sợ đi ra ngoài một mình. Rồi, cái này là ra, ra, À, là ra. ra ra Đúng rồi. Ở miền Nam á, ở miền Nam nói r, ra. Nhưng ở miền Bắc nói ra, đi ra ngoài. À, nên ở miền Nam em nói r bình thường nha. Ra, đi Ra. ra ngoài. Ok. Ừ. Ra ngoài. Em ơi, sau sau 11 giờ đêm em có sợ đi ra ngoài một mình không? Ở Trung Quốc không. Ở Mỹ sợ ít Sợ. vì em sống không không thành phố, Không nhưng phải không ở phải thành ở thành phố. phố, nhưng ở ở ngoài. Như thế nào? Ở countryside hả em? Nông thôn. Nông thôn. Nông Nông thôn, nông được. thôn. Em sống ở nông thôn. Nông À, thôn số em sống. không có điện nhiều. À, không có điện. À, không có electricity hả em? Không có điện. Không có đèn. Đèn Tiền. nhiều. Đèn. Like. Đèn. Không có Đèn. đèn.
không có điện, Không đèn có là điện light, nhiều. điện 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 là electricity, Ok. đèn đèn là light hay là lamp ha, không có đèn, không Không có có điện. đèn nhiều. À, nên là hơi à, rồi em nói nè, ở Trung Quốc thì không, còn ở Mỹ thì không nói sợ ít nha, hơi À, sợ, hơi sợ. Ok. hơi sợ, Hơi sợ. hơi sợ, vì ở Mỹ ở nông thôn không có đèn nhiều. Đúng rồi. Còn chị, sau 11 giờ đêm ở quê, ở nông thôn hay là ở thành phố, ở Sài Gòn, chị cũng sợ đi ra ngoài một mình. Tại sao? Chắc chị nghĩ là vì chị là phụ nữ, chị là phụ nữ Ok. nên chị đi ra ngoài một mình chị sợ lắm. Nhưng ở Việt Nam có máy ảnh nhiều không? Camera hả em, camera phải không? À, rồi em ơi, máy ảnh á, máy ảnh hay là chị nói máy chụp hình thì mọi người sẽ hiểu là professional máy ảnh nha em, ví dụ Canon hay là Kodak à, là máy chụp hình. Còn bình thường em nói camera, ví dụ cái này là camera của điện thoại, camera, không nói máy ảnh nha em, không nói máy ảnh, camera thôi. À, có camera nhiều không hả? Tùy tùy chỗ, Tùy. tùy 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 chỗ em ơi, tùy chỗ Tùy có, chỗ. nhưng mà nhiều chỗ không có camera, rất nhiều chỗ không có camera nên Nhưng chị sợ. ở thành phố Sài Gòn, tìm tìm khi đêm có nhiều người không, ở phở, ở Ban phủ, đêm, ở ban đêm, ban đêm ban đêm có có nhiều người trên đường hả em, trên đường, trên đường trên không, đường không 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 nhiều lắm, không nhiều lắm. không nhiều Ok, lắm em. so im Chị hiểu. nghĩ là sau sau 10 giờ rưỡi, sau 10 giờ rưỡi là ít người, Ít sau người. 10 giờ rưỡi 11 giờ là ít người ở trên đường. À, còn ở Trung Quốc thì sao? Ở Trung Quốc, ở thành phố, ở em ở ở Trung Quốc thì sao? Có Em nhiều người nghĩ trên có đường. nhiều người Ồ ở vậy đường. hả? Vì ban đêm bạn có thể chờ một chút, bạn có thể đặt hàng đồ ăn, đặt hàng đồ ăn, Đặt đồ ăn, đặt đặt đồ ăn, đặt đồ đặt ăn, đồ ăn. đặt đồ ăn, và có rất nhiều người làm việc ở ban đêm. Nhiều người làm việc vào ban đêm, Vào ban rất đêm. vào vào ban đêm. Ví dụ ở ở nhà thiền lỗi, nhà thiền lỗi, nhà Cửa hàng à tiện lợi. cửa hàng thiền lỗi. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cửa hàng tiện lợi là làm việc 24 trên 7 đúng không? 24, 24 trên 24. 7. Đúng rồi. Trên 24 trên 7. Trên 7, của hành tiền loại À, ba đúng. mươi À, trên ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy em. Cửa hàng, nhiều cửa hàng tiện lợi sẽ làm việc 24 trên 7. À, quá. Nhưng mà ở, chị nghĩ là ở Sài Gòn á, nếu mà em đi quận 1, quận một. quận 1, em biết quận 1 phải không? Quận ở Không Sài biết. Gòn. Quận 1, quận 1, quận là district nha em, quận 1 là cái city center ở Sài Gòn á. Ok. À, quận 1, quận Quận 1 là 1. ở giữa nha. Quận 1 là ở giữa, rồi quận 2, quận 3, quận 4, quận 5 là ở ở vòng xung quanh quận 1. Ở quận 1 thì chị nghĩ là rất nhiều người và trên đường vào ban đêm. Vì ở quận 1 vui,
có nhiều quán ăn, có nhiều quán cà phê, có phố đi bộ, mọi người đi chơi ở quận 1 nhiều. Nên ở quận 1 em sẽ thấy có nhiều người ở trên đường. Ok. Ở đây cũng dạ cũng. Ở đây cũng cũng one more way, ở đây Cũng cũng vậy. đúng rồi, ở đây Cũng cũng vậy. vậy. Ở đây cũng vậy. À, là trung tâm, trung tâm có nhiều người phải không em? Có nhiều. Có nhiều nhưng trung tâm mua sắm bình thường, Bình thường, bình bình thường, thường, bình đúng rồi. thường, gũ nở cửa, sau một chút, không phải Bình mở thường là bình không phải mở là đóng cửa, đóng đóng cửa cửa, lúc mấy nhỉ? mồi mồi lúc tối, lúc không phải mồi tối, mười giờ à mười mồi giờ giờ, à đóng của lúc mồi giờ tối, đóng cửa em ơi, cửa cửa ưa ưa cửa đúng rồi, à, đóng cửa đóng cửa. đóng cửa, Đúng rồi, ok lúc 10 giờ đóng tối. cửa. À, ở đây cũng vậy. Trung tâm mua sắm thường, bình thường là đóng cửa lúc 10 giờ tối cũng vậy. À, vậy là em không sợ đi ra ngoài một mình. Ở Trung Quốc, em không sợ đi ra ngoài một mình. Không sợ, không sợ, dạ đừng nói Không không sợ, sợ, không sợ. Ok, nhớ nha, ở đây chị nói hơi sợ, không nói Hơi rất sợ, sợ. Hơi sợ. hơi À, sợ. hơi sợ. Rồi, ok, số số 4 nha. Dễ quá. Số 4 rất là dễ. Rất là được gặp anh, rất là vui được gặp anh. Đúng rồi. Ok. Cái này là học khi học tiếng Việt. Học tiếng Việt ngày đầu tiên là học cái này. Rất là vui được gặp chị. Rất là vui được gặp anh. Chị cho em Rồi. hỏi, chị cho em hỏi, là người Việt thật ra đuối rất là vui được gặp anh, rất là được gặp chị, nhưng cái này là chuyên nghiệp đến. Chuyên nghiệp, à chuyên nghiệp đúng. Cái này á chị nghĩ á, là bình thường á, bình thường thì ít nói cái này, Tiếp nối cái này, ok. bình thường ít ít nói cái này. Ví dụ bình thường nói rất là vui được biết em. Ok. Chị không nói gặp, chị nói biết. Rất là vui được biết em thì nói nhiều hơn là rất Ok. là vui được gặp em. Ok. Biết, Ok. à ví dụ lần đầu tiên chị gặp em, à chị sẽ nói cái này, chị rất là vui Rất là được vui được biết em. biết em. Ok. À thì cái này nói nhiều hơn là được gặp em. Ừ Ok. rồi, Cảm ơn chị. câu số 5 nha. Gần đây công việc nhiều nên anh rất là rất là căng thẳng. Chính xác, đúng rồi, căng thẳng. Rồi, Căng ở thẳng. đây chỉ có gần đây là cái gì á? Gần đây, like near. Đúng rồi, gần đây có hai nghĩa, gần đây có hai nghĩa, có two meanings nha em. Một là Oh, like recently. near Okay, by. yeah. À, đúng rồi, đúng rồi, near Yeah. by. Hai, gần đây là recently. Thì ví dụ chị hỏi anh ơi gần đây có ATM không, anh ơi gần đây có ATM không, thì ở đây chị muốn hỏi là cái này. Cần đây có. À, gần đây có ATM ATM. không Ok. anh? Không anh. Tiếng Việt nói ATM ATM. ATM. Rồi, ví dụ chị hỏi
Anh ơi, gần đây có ATM không anh? Thì em hiểu, gần đây là nearby. À, còn nếu chị nói gần đây chị hơi bận. Gần đây chị hơi bận. Thì ở đây em sẽ hiểu chị ở đây gần đây ở đây là cái này. À, Lately, là ờ recently. ờ À thì tùy, tùy nha em, tùy ha. ừ Thì gần đây ở trong câu này là cái nào? Gần đây là còn đây ở đây là nearby hay là recently hay là lately? think recently Đúng rồi, đúng rồi. ok Recently hay là lately là giống nhau à ha. Rồi, số 6 nha. anh lúc nào cũng nói xạo chị biết hết rồi, chị đang anh lúc nào cũng nói xạo chị biết hết rồi, chị đang hết không nhỏ, nhưng em nghĩ bực mình lắm. Đúng rồi, giỏi Ok. quá rồi, giỏi quá. Ok. Rồi, rồi, ở đây chị giải thích nha. Nói xạo là cái gì á? Không biết. Trời ơi, giỏi quá. Em ơi, nói xạo là nói không đúng. Nói xạo là tell lie. Thì em Ok. nói xạo là, đây, nói xạo. Lúc nào cũng là cái gì em nhớ không? Lúc Lúc nào nào cũng, đây, chỉ có lúc nào cũng và chị plus với một cái verb hay là một cái adjective thì tiếng Việt nghĩa là all the time, always. Ok. À, chị ví dụ nha, chị có cái subject ở đây. Chị nói ảnh lúc nào cũng coi tivi. Ok. Ảnh lúc nào cũng coi tivi là all the time luôn, là always luôn. Thì chị nói lúc nào cũng nha. Rồi. Ảnh lúc nào cũng nói xạo. Chị biết hết rồi. Hết hết là biết hết rồi là she know it all, she know all. Ok. Yeah. Hết ở đây là know, là all of nha em. Và chị đang bực mình lắm. Chị ví dụ nè, chị nói nè. Chị có chị ăn hết rồi. Chị ví dụ nha. Ở đây có 5 trái táo. Em biết táo không? Táo à. Táo. Ở đây có 5 trái táo. Năm trái táo. Táo là quả táo. Đúng rồi, đúng rồi. Ở đây Ok. ở miền Nam nói trái, ở miền Bắc nói quả. Ờ Ở miền quá, Nam nói ok. 5 trái táo. À, ở đây có 5 trái táo. Và chị nói chị ăn hết rồi. Là chị Ok. ăn 5 trái táo rồi, Ok, hết rồi. hiểu. À, hay là chị em nói chuyện với bạn gái em, chị nói chị nghe hết rồi, chị Ok. nghe hết rồi. À thì ở đây nè, chị biết hết rồi, biết hết everything rồi. Tôi chỉ có một cái verb nha và chị có hết, có nghĩa là all. Ha, rồi ở Ok. đây chị đang bực mình lắm, vậy câu này em hiểu rồi phải không? Hiểu rồi. À, hiểu rồi, ok. Rồi, số 7 nha. Từng có thì không sao to. Từng Không có sao đâu. Không sao đây. không xong Đâu. đau đau. Ừ. Đừng có ưng ý. À, không phải. Ưng ý là satisfy nha em. Ưng ý là Ok. satisfy nha. Không phải. À, đây là từ Đừng mới, có. một cái new word nha. Không sao Đừng đâu. có là, đừng có là cái gì ta, đừng có là, Không biết. à chưa học à, ok rồi chị giải thích ở đây nhá. Khi chị muốn nói don't, like don't do Don't. something, like don't, Ok. đúng rồi chị nói đừng có. Ví dụ gì đó, don't smoke là Ok. Đừng có hút thuốc. đúng rồi, đừng có hút thuốc. Đừng có hút Don't thuốc. talk. Don't talk. Ví dụ em nói với sinh Từng viên của đồ em. hả? Đừng có nói
Nói chuyện. Đúng Ok, nói chuyện. rồi, Ok. đừng có Nói nói chuyện. chuyện thì ở đây don't something, không sao đâu, không sao đâu, đừng không có sao đâu. đừng có lo. Đúng rồi, em nghe rất nhiều là no worries, đừng có lo, đừng có lo, nghe rất rất nhiều cái này. Lo, Bạn gái em có hay lo lắng không? lo lắng gì? Lo lắng, lo lắng, lo lắng là cái Ờ, này lo nè. lắng, à, lo lắng Lo lắng hiểu. là, à, Như đây đây là bạn lo gái lắng. em Bạn gái em có hay không có nhớ thường lo lắng lo không? lắng gì. Không nhớ. À, bạn gái em có hay lo lắng không? Có hay bạn gái em có hay lo lắng không? Không, không nhiều, không nhiều. À, không nhiều. À, không nhiều. Tốt. Và khi khi bạn gái lo lắng, em sẽ nói Ok, dùng có lo. đúng, đừng đừng À, đừng đừng đừng, đừng, đừng có lo. đúng rồi, không sao đâu, it will be okay, it will be fine, không sao đâu, Không sao không đâu. sao đâu ha. The whole phrase nha em, đừng có lo, không sao đâu, nói Đừng có rất lo, không nhiều, sao đâu. Ok. đúng rồi, nói nhiều lắm ha, đây là đừng có lo. Rồi tiếp theo số, ok, số 8 nha. Em rất là something khi biết anh Minh và chị tuổi Chị chị ta Thủy ha, chị tuổi chị Thủy thật thật, thủy thủy đúng rồi, so em rất là rất là dễ chịu. à rồi chị giải thích ở đây nhé. Chia tay, chia tay là yêu nhau, đây ở đây yêu nhau em hiểu phải không? Chia, Ok, hiểu. yêu, yêu nhau, yêu nhau, hai người yêu nhau, chia tay không yêu nhau nữa, chia tay không yêu nhau nữa. Ok. À, chị giải thích lại nè, Chia chia tay. tay là hết hết yêu nhau, không yêu nhau nữa. Chờ im Họ rất yêu là nhau 15 năm rồi, mùi 15 năm rồi. họ yêu nhau 15 năm rồi. Dễ chịu. Comfort. Không phải, không phải, ở đây nè, chia tay, Chia chia tay. tay là break up nha em, chia tay là, Ok. à đây, chia tay là không yêu nhau nữa, là not Ok. love each other anymore ha, là không yêu nhau nữa, Ok, so yêu nhau, em rất là sốc đúng rồi, khi biết. đúng rồi, Ok. sốc Oh, giống anh như Minh, và chị Thủy. anh Minh, Oh. đúng rồi, Oh, là hai tên người, là hai tên. người. Ok, yeah. Đó là tên, đúng rồi, là Ok. tên, là tên, Là tên. đúng rồi, tờ sao, hả, tên, đúng Tên. rồi, anh Minh chị Thủy là tên thôi. À, nên ở đây chỉ có chia tay, Chia tay là tay. cái này em, đây là Tay. tay, đây là, đúng rồi, chia, Ok. chia là divided, chia là divided, ví dụ, holding hands and then divided là chia tay, là không yêu nhau nữa, ha, thì ở đây là anh Minh, em rất là, Rất là sốc. đúng, sốc, Sốc. đúng rồi, có Sốc. bong bóng, có balloon nha, đúng rồi, sốc. Họ yêu nhau 15 năm rồi. Rồi bây giờ chị hỏi nè, em và bạn gái em yêu nhau bao lâu rồi? Em và bạn gái yêu nhau bao lâu rồi? 4 năm rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thì chị sẽ dùng yêu nhau là in relationship nha. Yêu nhau Yêu nhau. bao lâu Ok. rồi? Ok. Và em sẽ trả lời là 4 năm rồi. 4 Ok, năm rồi. rồi, tiếp theo. Số 9, số 9 bỏ qua, số 10. Ok, ở nhà. Ở nhà something hóa tụi mình đi tôi đi ở nhà. Chán hóa. Đúng rồi. Ok. Ở nhà chán quá. Chán Tụi quá. mình đi chơi đi. Tụi mình đi chơi đi ha. Rồi, số 11. Mẹ rất là bực mình. Tặng, tặng,
Tặng cho mẹ, tặng. Tặng. Ồ, không biết. À rồi, tặng là ví dụ sinh nhật chị, bạn chị tặng cho chị, tặng cái gì? Bạn chị tặng cho chị một cái bánh sinh nhật. Tặng, tặng là gift, as a gift hay là as a present, tặng, tôi tặng nè. Ví dụ nè, chị ví dụ nha, sinh nhật chị, bạn chị tặng cho chị một cái bánh. À, một cái bánh. Rồi, giờ ở đây em tặng cho mẹ một cái điện thoại mới. So bắc ngò. Đúng rồi, Bắc bất ngò. ngờ. Rồi, ví dụ chị hỏi em, sinh nhật em, bạn gái em tặng em cái gì? Sinh nhật Xin em. nhờ em. Bạn Bạn gái gái, tặng cho em tặng cho cái gì? em cái gì? Không nhớ. Không Có lẽ chờ một chút, có lẽ let's see. Có lẽ buộc dài từ sướng, dài từ sướng điện cái thoại. gậy gậy gờ 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 gậy Gài, ok, gài. gậy Gài, gậy gậy tự sướng. gài từ sướng. À, còn em sinh nhật bạn gái em tặng bạn gái cái gì? Sinh nhật bạn gái em tặng bạn gái cái gì? Máy bay. Máy bay. Máy bay, Máy bay máy hả? bay. Là airplane hả? Máy bay Oh, hả? không phải, máy bay. Máy bay. Là Oh. máy, máy bay hả em? Máy bay hả? Máy tính. Máy tính. À, máy There we go. Máy tính. Máy tính, đúng rồi, Máy máy tính. tính. Không phải, không phải máy bay, không phải Không phải máy máy bay. bay. Rồi, thì em nhớ cho chị nhé. Tặng là give as a gift nha, as some sinh nhật nè, hay là some những cái ngày đặc biệt, some special days nha, là tặng ha. Rồi, tiếp theo số 12. Ngày mai là ngày đầu tiên em đi làm. Hồi hộp quá. Đúng rồi, ngày đầu tiên em đi làm, hồi hộp quá. Hồi hộp Em quá. ơi, ngày đầu tiên em tới Trung Quốc, em có hồi hộp không? Không hồi hộp. Có hồi hộp hả? Không hồi hộp. Trời ơi. Hồi mệt. Bị À, mệt. hơi mệt, đúng rồi, hơi mệt, đúng Hơi rồi. mệt. Hơi mệt. Ừ, ngày đầu tiên em đi làm ở trường quốc tế, có hồi hộp không? Chị nói lại lán nữa nha. À, ok em, ngày đầu tiên em đi làm ở trường quốc tế, Hồi hộp. hồi hộp không? Có hồi hộp. Có hồi hộp không? À, có hồi hộp. Ok, chị viết lại nhé. Ngày đầu tiên em đi làm ở trường quốc tế, em có hồi hộp không? Ok, rồi, tiếp theo, số 13. Một tháng rồi anh Khôi và vợ không gặp nhau nên bây giờ ảnh rất là Ở đây chỉ có mắc cười háo cặp. háo 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 hức. hức. Tụi mình học chưa học hả em? Chưa hả? Háo hức. À, háo hức là excited nha em, chị quên. So Háo then hức là háo excited. hức. Tại sao ở đây không có háo hức không biết. Rồi em nói lại nha, háo hức Háo hức. đúng không? Khớp. Khớp. À, không, không có close nha Ok. em. Mở, em mở Hức. miệng. Đúng rồi, háo hức. Háo hức. Đúng rồi, háo hức. Rồi, ở đây một tháng rồi
anh Huy và vợ không gặp nhau em hiểu phải không? Một So, tháng rồi. 1 tháng rồi. Hiểu. Anh Huy và vợ không gặp nhau nên bây giờ ảnh rất là háo hức gặp lại vợ. Gặp lại vợ. Cái này chị nghĩ á là C là háo hức là đúng rồi. Nhưng mà nếu anh Huy và vợ không thích gặp nhau, không thích gặp nhau thì ở đây sẽ là B. Chán. À, chị nói lại nha, chị nói lại. Nếu nếu anh Huy và vợ thích gặp nhau thì háo hức là đúng rồi. Còn Hiểu. nếu anh Huy và vợ không thích gặp nhau thì B là đúng. Chán. Đúng rồi, vì không thích gặp nhau, vì không thích gặp nhau ha. Nếu mà đây là một game happy couple thì là háo hức. Còn nếu mà unhappy couple thì chán gặp lại Chán. vợ thì chị không thì không biết cái này á, cái này sẽ là C hay là B nhé. À, rồi. Tiếp theo số 4, 14 nha. Tối hôm qua em không ngủ được. Ngủ 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 Đúng à rồi, ngủ đúng rồi. ngủ Ngủ. được nên bây giờ em Tối hôm qua. buồn ngủ quá. Không, đúng rồi, nên bây giờ em buồn ngủ quá. Buồn Rồi, quá. đúng rồi, buồn ngủ quá. Rồi, Ok. ở đây. Em ơi, được nè, em nhớ cho chị nha. Được is a with the hook nè. Được. With the Ok. hook, được. 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 Đúng rồi. Còn ở đây, không có cái hook, thì em make it around it nè. Ok. Ngủ. Ngủ. Đúng Ok, rồi, nhớ hiểu. nha. Rồi, Ok. nên ở đây nè, cái này cũng là beginning with U, thì là... Cái này... Buồn. Đúng rồi. Buồn. Buồn. Buồn ngựa U. ngủ. Đúng Buồn rồi, ngủ. buồn ngủ. Ok. 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 Số 15. Bây giờ em muốn thay spreadsheet. So em gửi Skype. Em gửi chị Thấy cái gì? Skype. Cái gì vậy? Ok. Chờ chị một chút nha. Ok. Cảm ơn chị. Ok, chị thấy rồi. Ok, so em dùng ChatGPT làm vocab list, nhưng em không biết it's right. Và em muốn Đúng. add the words from before, ví dụ chán. So chán like bored. Đúng rồi không? Đúng không? Đúng đúng Ok. đúng, sợ. 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 Wait, so chán chán sợ thoải mái. Is À, un um là ba cái nha em, uh là ở đây là không giống nhau nha. -huh. Chán, sợ và thoải mái là không giống nhau nha. Ok. They are different nha em. Ok. Dễ chịu đúng, khó Dễ chịu. chịu đúng. À, khó chịu em ơi, khó chịu chị nghĩ là uncomfortable nha. Khó Ok. chịu, khó chịu là uncomfortable, not difficult nha. Khó chịu Ok. ha. Rồi. Hơi. Hơi là slightly hay là a bit Ok. nha. Nervous, buồn ngủ, hài lòng. Hài lòng, condensely là Ok. cái gì á? So Condensely sợ. là So chán sợ thoải mái mean uncomfortable đúng không? không đúng, không đúng, không Không đúng đúng. nha em, không đúng. Uncomfortable là Ok. khó chịu. Khó chịu. Ok. Uncomfortable là khó chịu. So Ok, so bây giờ tụi em có like bao lâu time? Em không biết. Like Có cái gì em?
cọc bao nhiêu phút? À, bao nhiêu phút hả? À, khoảng 3 phút. Khoảng 3 phút em. Khoảng About 3 food? phút. Okay. So could you help me? Okay, so I put this into my flashcard app. And then so there has to be like one vocab word and then one English word and then a next line for a new flashcard. Okay, so that's what I'm trying to do because it put it all together a little bit. So for example, I think moi is like hoi hop bun ngu hai lang. So it's like three words. So I'm trying to like break it up. And then after that, it will go into my program like nicely. Em ơi, em want to put three words together hả? Là hồi Yeah, hộp, so I have buồn to, ngủ, hài lòng. so hoi hop is nervously, đúng không? Đúng, đúng. Okay, so the Đúng, next đúng one rồi. is buồn. Ngủ. Buồn ngủ. Okay, so I Đúng need rồi. to buồn ngủ. À. And that is okay, sleepy. Hài. And then the other one Đúng rồi. is hài Hài lòng, lòng. which Đúng is rồi. all right, I think satisfied. Contentedness. Okay. So then I just need to okay. And À. then could you Để show chị the check top nha. of the document? The top of the document. Uh-huh. The Like top, ok. the yeah, in the Word document. Cảm À, xúc. hôm nay hả? Bây giờ hả? Ok. Cái này. Like page one. Page one. Cái trang số 1. Ok. Cái này hả? Đúng rồi. Ừ, Okay, cảm ơn chị. So, cười. mắc cười, okay, is Funny nha. Mắc funny, cười là funny. bất Ngờ. ngờ, Đây, bất ngờ là surprise. surprise, sốc, sốc, okay, và Bực mình. bực mình, okay, bực mình, bực mình, bực mình, À, bực mình. okay, Lo lắng. Chị viết nè, lo lo lắng, lắng. lo lắng, À, chị viết is, rồi, chị viết rồi. okay, Em cảm ơn chị. quan sát. À, ok, chị hiểu rồi. Lo lắng, rồi gì nữa, chán, sợ. Ok. Thoải mái, Okay. hồi hộp, buồn ngủ và hài lòng. Chán. Hết rồi. And Đã bị căng thẳng, căng thẳng. yeah. Oh, căng thẳng. And then was Ừ, bị sụt hút. how hức? How hức? Đúng rồi, à, háo hức. Ừ. Bị căng thẳng, háo hức. How hức? Excited, đúng rồi, háo hức ở đây. Okay. So Gì nữa ta? okay. Buồn, vui, em biết rồi. Tức, tức, em biết không? Tức. Tức là Angry. cái này. Đúng rồi, rất là very angry nha em. Tức là very angry nha. Okay. Này, tức. Tức. Okay. Gì nữa? Worry, lo lắng, chán, sợ. Chán, Ok, sợ. có Okay. rồi. Có rồi. À, hồi hộp, có rồi. Buồn ngủ, Buồn ngủ. à, Hồi 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 hộp, hồi hộp. hài lòng. Ok, có rồi. Okay, cảm ơn À, chị. Cảm ơn chị. ok. Okay, cảm ơn chị. Okay. Rồi, chị sẽ record hôm nay học Okay. cho em nha. Và em ơi, Okay. nếu mà em có thời gian á, em làm lại cái quiz hôm nay nha. Em do it again, cái quiz hôm nay nha. Nếu Okay. mà em có thời gian, em có time á, em do the quiz again nha. Em Okay, làm okay, lại okay, cái okay. quiz ABCD nha. Okay. À, ok. Cảm Okay, ơn cảm ơn em chị. nha. Okay, Hẹn gặp lại em nha. hẹn gặp Bye lại. bye nha Okay, em. bye bye.